cảm giác trở thành người cá là sẽ như thế nào. Hôm nay bạn này tên gì vậy ạ? Tên là Nguyễn Gia Thành ạ. Nguyễn Gia Thành sẽ bơi đua cùng người cá Lexinie của chúng ta. Hai bạn ấy sẽ bơi đua từ đây qua bên kia. Ai là người nhanh nhất sẽ là người chiến thắng. Và bạn Nguyễn Gia Thành sẽ được trải nghiệm cảm giác làm người cá. Rồi bây giờ người cá Nguyễn Gia Thành hãy chuẩn bị xuất phát bơi đua cùng người cá Lexinie nhé. Rồi hai em chuẩn bị về đây, thở nước 10 lần đi. Rồi bắt đầu vô thi đấu. Thở nước 10 lần. Bơi từ đây qua bờ bên kia, bạn nào bơi nhanh nhất sẽ là người chiến thắng. Rồi bắt đầu, 1, 2, 3. Chúng ta sẽ thi bơi trong mưa. Người cá Lexinie bơi tăng tốc khá là nhanh. Còn bạn người cá Nguyễn Gia Thành mới trở thành người cá nên bơi chưa có được nhanh cho lắm. Rồi Lexinie đã chiến thắng ở màn thi thứ nhất. Bây giờ hai em hãy thở nước 10 lần đi, chuẩn bị thi đấu qua màn thi thứ hai. Tình hình hai người cá đang thi đua sôi nổi, mưa càng ngày càng lớn hơn. Hai người cá thi đua tới nỗi mà bão luôn rồi các bạn ơi. Ở màn thi thứ hai chúng ta sẽ tiếp tục thi tìm đồ vật. Đồ vật của chúng ta là gì? Đó chính là chiếc da cá huyền thoại Blue Aqua. Đây là chiếc da cá Blue Aqua. Đây 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 các bạn. Màn thi thứ hai, hai bạn sẽ thi bơi đua. Ai mà các bạn nghe rõ không ạ? Mưa bão quá các bạn nghe không rõ đúng không ạ? Các bạn hãy thi đua lượm chiếc đuôi nàng tiên cá Blue Aqua này. Các bạn bị sao vậy? Đây, đây là vật thử thách. Ai mà lượm được trước sẽ trở thành người cá. Thật sự wow, bão cấp 9 luôn rồi. Đã quá. Tình hình mưa gió bão bùng quá. Bạn người của chúng ta không chịu nổi rồi. Bạn người của chúng ta phải về rồi. Rồi tạm biệt bạn người nhé. Mưa bão quá, không ai dám thi đua với Lexinie nữa rồi. Lexinie ơi. Hồ bơi bây giờ không còn ai dám bơi nữa cả. Con người đã đi hết rồi, chỉ còn chúng ta thôi Lexinie à. Yeah. Đây là đuôi cá và đây là da cá, các bạn đừng lầm lẫn nha. Các bạn muốn trở thành người cá chọn bạn là phải có đuôi cá và da cá. Còn có đuôi cá không cũng có thể thành người cá nhưng mà không professional. Tiêu cũng bơi đây. Lexinie bơi trong thời tiết như thế này Lexinie thích không? Đúng rồi, người cá là phải bơi trong thời tiết như thế này mới là người cá các bạn ạ. Người cá là phải bơi trong giông tố bão bùng như thế này.